Xin chào tất cả anh em, hôm nay đã trở lại với kênh YouTube Lê Khoriô. Hôm nay cũng là ngày 10, 13, 14 âm lịch rồi, cũng là những cái ngày đầu năm. Khôi gửi lời chúc đến tất cả những anh em nào mà xem được clip này sẽ đón một năm 2021 thật là thành công anh em nhé. Rồi và trở lại với cái món hàng hôm nay, Khôi giới thiệu với anh em một con âm ly đến từ một thương hiệu của Nhật rất là quen thuộc nhé, đó là hãng Bionai. Tuy nhiên cái model hôm nay Khôi giới thiệu là QL600, rất chi là độc đáo. Nó là dòng xuất Mỹ anh em nhé. Cái điện chuẩn của nó là sử dụng điện 120V, tại vì con này hàng ship máy bay về nên nó thuộc dòng thuộc là khá hiếm trên thị trường luôn nha. Rồi thì nói với cái hàng này thì quá quen thuộc rồi, không có từ nào để nói nữa, ai cũng biết anh em. Tuy nhiên là nó sẽ có một số đời nó rất là hiếm và rất là hay nữa để đánh các cái dòng loa của Mỹ được ha, ân được luôn. Thì Khôi cũng đã bán con này vài lần rồi nên là Khôi nắm được rất rõ về chất âm của nó nha. Rồi đầu tiên thì mình nói về cái ngoại hình zin tuyệt đối nguyên bản từ A tới Z ha, và đánh giá khách quan từ cái hình thức bên ngoài là đẹp như mới luôn, đẹp như vừa sản xuất luôn. Đó. Rồi thì tí nữa Khôi sẽ tháo ruột gan cho anh em cùng xem ha, anh em nhìn vào cái đít này là biết nó đẹp ha, còn luôn cả cái tem luôn này, tem tem sản xuất đó. Rất là tuyệt vời. Đây là dòng 4CN anh em ha nha. Đây anh em thấy này, cái cầu đổi điện này có bốn dòng điện ha. Hiện tại đang để điện 120V ha, điện chuẩn. Đây. Đó, đây anh em ha, vẫn được sản xuất tại Nhật anh em nhé, Made in Japan nha. Thì cái dòng này á nó sử dụng bốn dòng điện từ 100, 120, 220, 240 ha. Rồi, tuy nhiên cái công suất của cặp con này là chỉ 75W thôi nè, nha, 75W, 50 60 Hz ha. Thì cái con này á khi ship về là không có cái cầu loa này anh em, để Khôi rút ra cho anh em xem này. Đây. Nó không có cái cầu này nha. Đó. Thì Khôi phải mua thêm một cái cặp này hết 300 ngàn rồi. Mình anh em thợ mình mua nha. Còn mình mua lại có khi là phải 400 mới mua được một cái cầu loa đẹp như thế này nha. Để mình cắm vào mình sử dụng cho tiện. Còn nếu không có á, không có thì mình phải sử dụng dây cắm vào, hoặc là mình sử dụng những cái dắt của Trung Quốc á, mình bẻ nó lại mà mình cắm vào đây. Đó. Rồi. Đó là về cái hình thức của nó, rất tuyệt vời. Vỏ đồ zin nguyên bản anh em nhé. Cái này là zin nguyên bản này, zin nguyên bản tuyệt đối luôn. Không có tút tát là vì vỏ này da này da xi ha. Nếu như mà rách thì mình phải dán lại cho mình không thể làm gì được ha. Rồi còn các cái núm rất đẹp, mình ấn tượng là về cái núm này nó y như của Fisher này. Đó, thậm chí nó còn đẹp hơn cả Fisher nữa, tuyệt vời anh em ha. Con này có bốn đồng hồ này, bốn đồng hồ phong rìa. Thì tí nữa Khôi sẽ nói riêng đặc biệt cái con này, Khôi sẽ làm một cái một 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 đoạn ngắn nói về việc sử dụng con này để cho những anh em nào mà chưa bao giờ chơi á, mình khỏi phải loay hoay cái cách sử dụng ha. Rồi ok, bây giờ anh em đợi Khôi trong giây lát. Đây anh em, cái con này nó mới mới kinh khủng khiếp luôn, nhìn con ốc luôn ha. Đây anh em nhìn đầu tiên con ốc này mới cỡ này mà nha. Rồi mình qua đây mình xem cái dây ngồn nó mới này, kinh khủng khiếp. Thì cái con này hàng lưu kho này, chưa qua sử dụng nha. Đó, mới kinh khủng khiếp luôn. Đây là cái dây của Bioner xuất Mỹ ha. Đó. Rồi ok, bây giờ mình xem cái ruột gan nó mới kinh khủng khiếp chưa nè, chóa luôn, chóa cả mắt luôn ha. Những cái phần mà không xin nó vẫn mới. Kinh khủng khiếp chưa? Thì đây nè, nhìn vào đây này, em thấy là những cái con Mỹ thì nó mới sử dụng tủ này anh em ha. Còn Nhật là nó không có sử dụng cái tủ hai đầu này đâu. Rồi, nói về cái con này thì anh em thấy này, đây, đầu tiên là cái tủ nó là dòng số đông tủ anh em. Nó sử dụng tủ Nippon á, Nippon Nichicon ha. Tủ này một thương hiệu Mỹ á nha. Rồi, tiếp theo là bên này là công suất. Thì cái dòng này công suất không lớn anh em, nha, không lớn nha. Đây là hai cái tủ công suất này. Đó. Có hai cầu chì bảo vệ nè, cầu chì nằm phía trong nhá, bảo vệ công suất. Thì hàng này sử dụng bốn con sò than Toshiba chữ đỏ, cực kỳ hiếm luôn anh em nhá. Rất lâu mình mới gặp được một cái con Bioner mà sử dụng sò Toshiba chữ đỏ ha. Để anh em thấy này, các cái chiếc áp này mới kinh khủng khiếp luôn ha, mới là dễ sờ luôn đó. Từng cái mối hàn này nè còn đều có cái vết keo này. Anh em thấy nói chung là một con âm ly này không cần nghe cũng biết nó hay rồi nha. Ngoài cái việc mình nghe thì mình còn trưng bày nữa ha, tuyệt vời, tuyệt đỉnh, không thể đẹp hơn nha, không thể đẹp hơn. Đây cho anh em xem mình luôn. Đó. Kinh khủng khiếp chưa. Đó. Quá đẹp, quá mới ha. Rồi ok, Khôi đã giới thiệu xong cái con này nha. Về cái mức giá thì vẫn là giá cũ thôi, 6 triệu, 6 triệu và tặng thêm cái giắc này. Dắt này bình thường đó là cần đó, đi mua của em là hết 400 ngàn này đó.
Nhưng mà mình mua lại mua số lượng nên mình có cái giá 300 ngàn ha. Thì Khôi sẽ tặng cho anh em cái này. Còn với anh em nào mà chuyển khoản á, thì Khôi cũng bao ship luôn nhá. Rất là tuyệt vời. Đầu năm thì vẫn hỗ trợ tất cả để cho anh em có điều kiện sử dụng ha. Rồi. Rồi, tới cái phần này thì Khôi sẽ nói về cái phần mà mình hướng dẫn sử dụng ha. Cọc loa thì mình cắm vào đây. Như Khôi đã trình bày á, thì khi anh em mua thì Khôi sẽ tặng cho anh em cái cặp jack này. Cặp jack này mà mua lại là 400 này. Anh em thợ với nhau lấy về 300 rồi nha. Nên tính ra ship con ông đi này về không có lời luôn. Rồi, thì tín hiệu đầu vào của anh em. Ở đây nó có phone với rear này. Là ai chơi những cái dòng này mà 4 CN á, đều biết rồi ha. Thì Khôi đang cắm vào cái cổng rear. Thì tí nữa Khôi lật lên trước. Hoặc là cắm vào cổng phone nha. Đó, thì anh em muốn cắm cái nào cắm. Rồi bây giờ thì cắm ở đây xong thì Khôi mới chuyển lên trên này cho anh em cùng 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 xem ha. Đó. Đây. Mình đang cắm ở cái chế độ là 4CH này, 4CH là của cái phong với rê này em, có 4 kênh này anh em ha. Đó, anh em thấy rõ chưa ạ? Thì mình đang cắm ở cái rê này nên là cái rê nó đánh này, đánh nhạc ha. Thì cái này này, cái núm này là trình tín hiệu đầu vào. Nó sẽ to hay nhỏ, cái này nó sẽ đánh theo theo cái này này. Anh em này, đó. Mình chỉnh vừa vừa thôi để cái đồng hồ nó nhảy cho đẹp ha. Và để mình chỉnh volume thì nó sẽ to lên. Đây nè. Ok chưa? Còn nếu như mình chuyển qua phong thì ở trên này phong nó sẽ hát ha. Đó, mình có những cái tín hiệu đầu vào như vậy. Anh em lưu ý là cái nguyên tắc hoạt động của nó ha. Đó, ví dụ như mình đang chỉ được 4CH này thì nó hát 4CH, còn 2CH thì nó mình lên 2CH nhá. Đây, cái chế độ 4CH này của CT này. Còn nếu như mà anh em cắm cái 2CH á, thì mình sẽ chuyển sang 2CH nha. Đó. Ví dụ như mình cắm cái chế độ bên này có cái chế độ 2CH nữa nha. Đây, thì mình sẽ cắm 2CH thì mình sẽ gạt cái này lên nha, mình chuyển cái này qua. Đó, ok. Rồi cái phần hướng dẫn sử dụng thì Khôi đã sử dụng trực tiếp rồi ha. Thì đây là một con âm ly đẹp hoàn hảo. Nó là dòng xuất Mỹ nha nè, 4 dòng điện ha. Con này ship eBay về nè, điện 120 luôn. Chất âm nó rất là hay. Để mình mở lên tí này cho nó hát ha, cho nó hát. Rồi thì cái mức giá Khôi cũng vẫn giữ ở mức 6 triệu đồng. Thì 6 triệu thì sẽ bao ship cho anh em và tặng thêm cặp jack nữa. Hai món này là hết rất nhiều tiền rồi. Nhưng mà đầu năm thì Khôi phần bán một cái giá tốt nhất để anh em sử dụng nhá. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều và chúc tất cả anh em sẽ có lựa chọn được một món hàng thật là ưng ý của mình để mình giải trí anh em nhé. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh YouTube mà xem được clip này thì rất là mong là anh em sẽ click vào cái nút đăng ký để cập nhật nhiều sản phẩm mới nhất mà Khôi đăng tải hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những cái món hàng sau. Wow.
xa vời vợi, tôi vẫn tin anh qua bước đường tha hương còn dài. Nở nắng đôi vai khi người tìm tương lai đời, trái nhớ thư anh hẹn tôi sẽ về thăm mộ và câu chuyện đời e ấm trong tim đêm ước hẹn cho nhau nụ cười hình bóng thương yêu anh để vào tâm tư còn cứ giữ trong tim được không những chuyện xưa của tâm tình